Xin chào tất cả quý khán giả của kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Ngày hôm nay thì Nhà Tốt sẽ giới thiệu đến tất cả quý khán giả một cái sản phẩm nhà có vị trí nằm tại tổ dân phố 7, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây là một cái vị trí nằm thuộc trung tâm của phường Phú Lãm, quận Hà Đông, có vị trí vô cùng thuận lợi. Ở xung quanh bán kính 500m của ngôi nhà thì sẽ có đầy đủ tất cả các tiện ích như là chợ, siêu thị, trường học, nhà văn hóa, và chỉ cách trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, trường Cao đẳng Y Hà Nội chỉ 700m mà thôi. Có Ủy ban Nhân dân phường Phú Lãm cách chợ Xóm cũng chỉ 700m. Đấy thì cái vị trí của ngôi nhà là có đường vào rất là rộng, đường xe ô tô 7 chỗ và hai xe ô tô tránh nhau. Có thiết kế là 4 tầng. Thì sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết ngôi nhà để cho quý khán giả là có thể nắm được rõ hơn. Đường trước nhà là rộng 3,5m, ô tô con là có thể đỗ cửa. Ngôi nhà thì có hướng chính là hướng đông nam, với thiết kế là 4 tầng, bao gồm là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Được chúng tôi thiết kế rất là hợp lý, rất là chắc chắn, có đã hoàn thiện xong hết. Mọi người là có nhu cầu thì là có thể là chuyển đồ về và ở luôn. Xung quanh ngôi nhà thì là khu vực đông dân cư ở rất là đông. Đấy, sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết để cho mọi người nắm được toàn bộ cái chi tiết và thông số kỹ thuật của ngôi nhà. Ngôi nhà có cửa chính là sử dụng là cửa hai lớp, phía bên ngoài là cửa sắt hộp dẫn tĩnh điện và phía bên trong là bằng cửa nhôm kính. Và đây là toàn bộ cái không gian của tầng 1 đây, sử dụng là gạch nát nền, là gạch 60-60 hàng granite. Toàn bộ hệ thống tủ bếp trần thạch cao cũng như là đèn led, đèn chiếu sáng của ngôi nhà là đều đã được hoàn thiện xong hết. Mọi người là có thể nhìn qua toàn bộ cái không gian của tầng 1 của ngôi nhà đây. Đấy, thiết kế rất là hợp lý. Toàn bộ hệ thống tủ bếp là sử dụng chất liệu là bằng gỗ sồi Nga. Mặt bếp là ốp bằng đá granite màu đen. Và ở phía tầng 1 chúng ta sẽ có thêm một nhà vệ sinh phụ đây. Nhà vệ sinh là đã có sẵn hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa cũng như là hệ thống máy bơm nước dùng để bơm nước lên cho toàn bộ ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc của cầu thang là dùng bằng đá granite nguyên tấm. Thiết kế của tầng 2 là sẽ có là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh với cái diện tích là 32m2. Thiết kế là bao gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh, cho nên là cái không gian của phòng ngủ rất là rộng. Mọi người có thể nhìn thấy luôn là không gian phòng ngủ là chúng ta có thể là kê được đầy đủ nội thất như giường, tủ, bàn ghế, bàn làm việc, bàn trang điểm. Và tầng 2 này là chúng tôi sẽ có một cái nhà vệ sinh là ở phía bên trong của căn phòng. Đấy, nhà vệ sinh khép kín. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Và đây là cái không gian của nhà vệ sinh đây. Không gian của nhà vệ sinh, nhà tắm rất là rộng. Chúng tôi sử dụng gạch ốp tường là gạch kích thước là 30x60 hàng loại 1. Toàn bộ hệ thống bồn cầu nền khối, lavabo, sen cây tắm nóng lạnh cũng như là hệ thống gương, hệ thống phụ kiện là cũng đã được chúng tôi lắp đặt hoàn chỉnh. Cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm kính. Tiếp theo đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 là cũng sẽ có là bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Nhưng phòng vệ sinh của tầng 3 này sẽ đặt ở bên ngoài chứ không đặt ở phía bên trong như là tầng 2 nữa. Phòng ngủ rất là rộng, đã được hoàn thiện toàn bộ hệ thống cửa sổ, lan can cũng như là hệ thống trần thạch cao, đèn led, hệ thống ống chờ điều hòa cũng như là hệ thống đèn chiếu sáng đều được hoàn thiện xong hết rồi. Và đây là nhà vệ sinh của tầng 3. Nhà vệ sinh của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau, cũng đã được lắp đặt hoàn thiện xong hết toàn bộ những cái hệ thống bồn cầu, lavabo, sen tắm nóng lạnh và phụ kiện. Tiếp theo đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 4 thì sẽ bao gồm là một phòng ngủ, một khu vực thờ, một khu vực để máy giặt và sân phơi. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy ở phía bên trên màn hình đây. Đây là cái khu vực chúng tôi thiết kế riêng để đặt thờ.
Phòng thờ đây là đã có vách bằng gỗ CNC ngăn cách ra. Đây là khu vực để máy giặt cũng như là sân phơi. Giếng trời dùng để ánh sáng cho toàn bộ ô cầu thang và toàn bộ ngôi nhà. Và đây là khu vực phòng ngủ. Với cái diện tích là 32 mét vuông, hướng nhà là hướng đông nam. Thiết kế là 4 tầng, bao gồm là 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng thờ, một sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Ngôi nhà này là có vị trí nằm tại tổ dân phố 7, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 850 triệu đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Mọi người cần tư vấn thêm hoặc là xem nhà trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video nếu như mà thấy video hay và có nhiều thông tin bổ ích thì nhớ like video và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cần bán khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.